Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về chức năng nâng cao của phần Broad 2, đó chính là làm sampler với là hai hoặc là nhiều mẫu multi sampler. Và đặc biệt hôm nay thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn sâu vào cái phần làm cái phần lớp tiếng. Thì đối với một số bạn mà khi chúng ta đưa những cái mẫu multi sampler cùng một tiếng với nhau, ví dụ như là tiếng 6 đi đúng không, khi các bạn làm lớp đầu tiên đó, thì các bạn sẽ đánh cái quãng đúng của nó. Lớp thứ hai nhưng mà cũng các bạn đưa vào cũng quãng đúng luôn, nhưng mà khi cái tiếng mà đánh ra thì nó cao hơn một quãng 8, thì chúng ta có những cái cách khắc phục. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục luôn. Và bây giờ mình sẽ ví dụ ha. Thì một số bạn mà khi chúng ta làm xuất từ cái mẫu, từ cái multi sampler cái đàn khác đưa vào đó, thì nó sẽ gặp hiện tượng như thế này. Và mình sẽ chọn cho bạn cụ thể ha, một cái tiếng nha, mình sẽ làm nhanh đây. Rồi ở đây mình sẽ chọn hàng lập selector, đầu tiên là chọn phần RAM ha. Nguyên lấy ví dụ cho các bạn chính là Nguyên sẽ lấy cái phần là tiếng 6 luyến nha các bạn. Rồi tiếp đến, rồi hàng Nguyên có nghĩa là chọn hai, một tiếng nó gồm có hai lớp. Thì Nguyên sẽ chọn hai lớp cho các bạn thấy đây hàng. Thì đó, rồi, và bây giờ nó sẽ có hai lớp hàng tiếng của các bạn ở đây, thì chúng ta đã có được hai lớp rồi nè. Các bạn sẽ thấy hàng, nó hàng hai cái phần multi sampler nó đã chồng lên nhau. Đây, ha, cái này là cái phần multi thứ nhất ha, các bạn đánh mạnh lên thêm multi thứ hai nè. Thì các bạn sẽ nghe đó, nó sẽ bị lệch đi một quãng 8. Và cách khắc phục như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Thì các bạn sẽ thấy trên màn hình ở đây ha, các bạn chỉ thấy có oscillator số 1, các bạn không thể nào chọn được. Thì trước tiên mình sẽ thoát cái tiếng này ra, các bạn bấm vào cái nút menu, mình sẽ chọn vào cái phần basic. Vào phần basic này để cho các bạn làm cho mình chọn, đó chính là mình sẽ chọn double void đi, có nghĩa là mình sẽ chọn thành hai lớp, mình sẽ tách từ một tiếng có hai cái phần lớp nhỏ ra thành, mình sẽ chơi là hai lớp tiếng bự ngoài luôn. Mình sẽ chọn double void lên. Rồi. Rồi sau khi các bạn bấm exit ra thì các bạn bấm lại menu, các bạn chọn vào basic ở đây, chọn phần oscillator dưới này. Tại sao? Tại vì khi các bạn mà tăng giảm một octave ở trần multi sample thứ nhất á, thì bắt đầu là hai tiếng kiểu là dịch chuyển xéo theo nhau hết luôn. Đó thì hình ra mình phải tách làm hai lớp. Rồi đầu tiên hình lớp thứ nhất thì các bạn sẽ giữ nguyên hàng này đúng không, và các bạn sẽ qua cái phần multi số 2 nè, mình sẽ mút nó lại đây. Ở đây các bạn tới hàng, mình sẽ tắt cái ống này đi, cho mình là chỉ lấy cái phần ngọn thôi, tại vì cái phần ngọn thì nó là đang là cái quãng đúng của nó. Rồi tiếp đến là các bạn lên cho mình cái chỗ oscillator số 1 đúng không, các bạn chọn cho Nguyên đó chính là oscillator số 2. Và tương tự như vậy thì các bạn mình sẽ làm giống như hàng số 1 như hàng bên kia, nhưng mà mình sẽ mút là cái phần số 2 đi. Rồi hang Huy ở đây mình sẽ chọn tiếng RAM. Và bên đây Huy xin là chọn cho mình tiếng 6 luyến nè. Được chưa, các bạn thấy hang 6 luyến ha. Rồi cái mình sẽ bên các bạn để lên cho mình 6 luyến. Còn bên qua multi sample số 2 nè, thì các bạn sẽ chọn cho mình tương tự luôn, đó chính là cái ROM. Mình sẽ chuyển thành RAM và mình đánh dấu check nó vô đây. Thì ở bên đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là một cái tiếng là 6, là có nghĩa là phần oscillator số 1 và oscillator số 2, hai cái thì nó giống y hệt như nhau, nhưng nó chỉ khác nhau có là cái phần oscillator số 1 mình sẽ tắt số 1 và oscillator số 2 mình sẽ tắt đi số 2. Thì như vậy là hai tiếng nó sẽ, mình sẽ có thể chỉnh được hai cái octave, nó là hai cái quãng độc lập với nhau vậy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn nè. À đúng rồi, nó bị dính nha đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ quay lại số 1. Ở đây mình sẽ đưa lên ha. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ, mình sẽ đưa lên 110. Rồi. Oscillator số 2 110. Tiếp đến là các bạn bấm về oscillator số 1 ha. Rồi các bạn về oscillator số 1 của mình ha. Rồi các bạn sẽ thấy ha, ở đây mình sẽ để luôn 110 nè. Ở đây mình đã cắt bỏ đi cái phần số 2 đúng không? Thì tương tự như vậy thì qua oscillator số 2 thì mình sẽ cắt bỏ đi cái phần số 1, thì các bạn sẽ cộng vô số 1, các bạn nhả dấu check này nó ra. Là khi giờ các bạn quánh ra hai tiếng nó sẽ là sẽ đồng quãng với nhau ha. À nó vẫn còn cao đúng không? Cao, cái này là cao của phần oscillator số 1, thì mình các bạn quay về oscillator số 1 nè. Nó cái phần này các bạn sẽ hạ cho mình xuống một cái quãng 8. Thì khi đó thì oscillator số 1 các bạn hạ một quãng 8, và oscillator số 2 á thì các bạn sẽ là được hai cái quãng 8 nó sẽ độc lập với nhau. Các bạn sẽ thấy ha, ở đây nó trừ 1 nè. Qua oscillator số 2 nó sẽ là không nè, là có nghĩa là mình đã hạ được hai quãng độc lập với nhau rồi. Thì các bạn đánh là nó sẽ đều. À, các bạn sẽ thấy ha, giờ tiếng nó đã đều quãng với nhau, đồng quãng với nhau rồi, các bạn sẽ dễ dàng. Rồi,
như vậy là bài toán của chúng ta đã hoàn thành, và các bạn Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn cách làm để mình tách thành hai oscillator, mình chỉnh tăng giảm cái octave sao cho đánh hai tiếng phù hợp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì các bạn có những cái thắc mắc hay khó khăn gì về cót nè, pia hoặc là về cái đàn, về cọt thì các bạn hãy liên hệ cho Nguyên ha, hoặc là comment bên dưới, Nguyên sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh của Nguyên nha. Cảm ơn các bạn.